làm dâu trăm họ ai cũng nói khó, mà công nhận nó khó thiệt, nhưng mà khó thì mình mới có tiền anh chị, chứ mà dễ quá người ta ăn hết là tới được mình đâu, đúng không? iPhone 14 Pro Max 1978 mà phải có khe SIM nha. Trời ơi, ở đâu ra? Đây nè, cái lô này là lô đầu tiên em Cường nhập được trong vòng 1,5 năm đổ lại đây nha. iPhone 14 Pro Max 1978 đa số là hàng Mỹ anh chị, nó không có khe SIM hả? Nó dùng SIM điện tử luôn, SIM ở trong máy, SIM eSIM á. Bây giờ em Cường mới về một lô này hàng Nhật 1978, máy là tình trạng là y như anh chị bóc hộp ra luôn, nếu làm sao là y chang vậy, chưa qua sử dụng ha. Và đặc biệt là có khe SIM. À, khe SIM này thì sao, nó giúp cho anh chị là mình có thể thay đổi SIM dễ dàng hơn, mình không cần phải ra nhà mạng kẹt eSIM nào kia, không thích xài SIM mà nó thì dục bỏ SIM khác nó vô xài đó, ok chưa? Có khe SIM nha, mà phải công nhận là cái deal này em Cường kiếm đỏ mắt luôn anh chị. Mà cái này á nó còn quan trọng hơn nữa nè, cái giá anh chị, trời ơi em nói nó yêu lắm nha anh chị biết không, máy cũ nha, iPhone 14 Pro Max mà có khe SIM với không có khe SIM á, nó trên nhau tầm khoảng 700-800 ngàn đến 1 triệu, mà trong khi 14 Pro Max 1978 nếu chưa sử dụng nè anh chị biết không, em Cường chia có mức giá 24.5 thôi, y như cái máy 1978 hàng Mỹ eSIM hết anh chị, thấy đã không, quá đã chứ còn cái gì nữa. Trời ơi em nói cái deal này là em Cường là phải hả lao công khổ tứ lắm mới có được cho cô chú anh chị nha. Anh chị là cứ yêu cầu mình thì phải có yêu cầu thì mình mới có công việc để mình làm, mình có công việc làm thì mình mới hái ra tiền được, chứ bây giờ anh chị nghĩ đi, cái gì cũng dễ xơi quá thì đâu ra đến lượt mình, ốc bu bạn năng hết rồi đó. Cái lô 14 Pro Max 1978 mà hàng Nhật có khe SIM này nè, em nói với anh chị là cực hiếm trên thị trường, không phải dễ đâu nha. Anh chị nào mà muốn sở hữu mình một chiếc iPhone 14 Pro Max máy new chưa qua sử dụng á, giá là giá máy cũ mà là có khe SIM nữa thì phải nhanh tay mới kịp. Trời ơi, đẹp 400% này mà chậm một cái làm sao mà còn, anh chị nghĩ đúng không? Em Cường không phải là để PR bán hàng nha, bây giờ anh chị cứ tìm hiểu thử cái em Cường nói đúng không nha. Trật một cái anh chị cứ ra đây chửi thẳng mặt em Cường, ok không? Còn hàng em Cường bán á, thì em bao cho anh chị là zin nguyên bản 100% đó. À mà chưa qua sử dụng này nè thì pin chắc chắn là phải 100% rồi. Tất cả đều là chuẩn chỉ chính hãng hết. Và em Cường bảo hành cho anh chị là lỗi đổi trong vòng 6 tháng, ok chưa? Lỗi bất kỳ cái gì, nút gạt rung bấm không ăn, sạc không vô, loa nghe rè đúng không, màn hình bị lỗi, camera chụp không được, tất cả em Cường đều một đổi một hết, nhanh gọn lẹ, tiêu chí quen là vậy, không có làm phiền khách hàng. Khách hàng đã đến với mình rồi là rất là cực công đi xa đi xôi đến đây rồi, thì bây giờ khâu dịch vụ của mình phải nhanh gọn lẹ để cho cô chú anh chị còn cái thời gian mà kiếm tiền nữa rồi sắm sửa ủng hộ mình tiếp, chứ bây giờ hành người ta quá thời gian đâu mà khách hàng đi kiếm tiền đúng không. Bây giờ anh chị ở xa không ghé em được thì cứ liên hệ bên em đặt hàng đi, ship tận nơi, nhận hàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em nó rồi thanh toán cho em, ok chưa? Đâu có mất mát gì đâu anh chị.